90% thất bại của doanh nghiệp là vì thương hiệu quá nghèo nàn. Đầu tư ngay một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp, xây dựng một lần, tự hào mãi mãi. Đầu tư vào thương hiệu là không bao giờ lỗ. Đối tác sẽ quý trọng bạn, nhân viên sẽ tự hào khi làm cho bạn. Đối thủ sẽ phải ganh tị và mãi xem bạn là mục tiêu phấn đấu. Chỉ chúng tôi mới hiểu bạn cần gì. Gọi ngay cho Mebo. Chúng tôi là biện pháp hoàn hảo cho thương hiệu của bạn. Bamboo Airways tính bay thẳng Mỹ, chuyên gia quốc tế hoài nghi. Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways tiết lộ dự định thuê một chiếc Airbus A380 để khai thác đường bay thẳng đến Mỹ vào quý 1 năm 2020 nếu được cấp phép vào cuối năm 2019. Theo tờ Financial Times, hãng không Bamboo Airways dự định có chuyến bay thẳng đầu tiên đến Mỹ vào đầu năm 2020 bằng một tàu bay Airbus A380 đi thuê. Airbus A380 là máy bay thương mại có kích thước lớn nhất thế giới đang được khai thác với 4 động cơ, khoang hành khách 2 tầng, 2 lối đi, trung bình 544 ghế. Tuy nhiên, vào hồi tháng 2 năm 2019, Airbus thông báo sẽ ngừng sản xuất tàu bay A380. Lý do ngừng sản xuất A380 được phía Airbus đưa ra là doanh số của A380 ngày càng ảm đạm, khi các hãng hàng không ưa chuộng những dòng máy bay có kích thước nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Trước đó, Bamboo Airways đã đặt mua 10 máy bay thân dòng Boeing 787-9 với dự kiến nhận bàn giao tàu bay đầu tiên vào nửa đầu năm 2020. Hiện tại, Bamboo Airways đang thuê 9 máy bay thân hẹp Airbus A319, A320 và A321 theo Planet Porter. Chưa quyết bay đi Mỹ từ Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần phỏng vấn với Financial Times, đại gia Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC và Bamboo Airways cho biết rằng hãng hàng không của mình đã nộp đơn xin cấp phép lên các cơ quan hàng không của Mỹ để được bay thẳng đến nước này. Ông Trịnh Văn Quyết nói rằng, chúng tôi sẽ bắt đầu bay thẳng tới Mỹ vào quý 1 năm 2020 nếu được cấp phép vào cuối năm 2019. Chủ tịch FLC cũng cho biết Bamboo Airways đang xem xét bay thẳng đến thành phố Los Angeles hoặc San Francisco, nhưng chưa quyết định sẽ khởi hành từ Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh và thời gian bay từ Việt Nam đi Mỹ có thể kéo dài từ 14 đến 16 giờ bay, tùy thuộc vào hành trình cuối cùng được hãng lựa chọn. Ông Quyết chỉ ra những khách hàng tiềm năng với đường bay thẳng đi Mỹ của Bamboo Airways là giới doanh nhân và những người muốn đến Mỹ để thăm người thân. Mỹ là quốc gia có cộng đồng người Việt di cư lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên Bamboo Airways công bố kế hoạch cụ thể về việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam đi Mỹ sau khi thông báo dự định trong tài liệu họp đại đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào 26 tháng 6 năm 2019. Chuyên gia quốc tế hoài nghi. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về kế hoạch bay thẳng đến Mỹ đầu năm 2020 của Bamboo Airways cũng như cơ hội thành công của hãng bay Việt non trẻ trên đường bay đang được nhiều hãng hàng không quốc tế lớn và lâu đời khai thác. Chuyên gia phân tích Brandon Shelby của CIPA nhận định rằng Bamboo Airways là một hãng rất mới và chưa có gì nhiều về lịch sử hoạt động. Vì vậy, họ có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để được Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA chấp thuận bay. Giới chuyên gia cũng ngạc nhiên không kém khi Bamboo Airways xem xét khai thác tàu bay Airbus A380 để bay thẳng từ Việt Nam đến Mỹ. Dòng máy bay này hiện tại hiếm khi được sử dụng cho các đường bay thẳng dài hơn 12 giờ đồng hồ. Các chuyến bay không quá cảnh cũng tốn nhiều chi phí vận hành hơn vì vấn đề nhiên liệu. Andrew Robinberg, trưởng bộ phận nghiên cứu vận tải châu Âu của HSBC đánh giá rằng khi một hãng hàng không mở đường bay dài không quá cảnh, họ cần có nhiều khách hàng cao cấp để đảm bảo hiệu quả về kinh tế. Giá vé cao vừa nhắm vào phân khúc cao cấp vừa có hiệu quả tốt sẽ là thách thức khá khó khăn với một thương hiệu mới như Bamboo Airways. Ngoài Bamboo Airways, các hãng không Việt Nam khác cũng đang rục rịch chuẩn bị cho việc bay thẳng đi Mỹ sau khi Việt Nam được FAA cấp chứng chỉ an toàn hàng không cấp cao nhất CAT-1. Vietnam Airlines đang cân nhắc mở đường bay thẳng tới bờ Tây của nước Mỹ. Còn Vietjet Air cũng được cho là có dự định tương tự nhưng không công bố kế hoạch cụ thể của mình. Hiện tại giữa Việt Nam và Mỹ không có đường bay thẳng nào. Hầu hết các khách hàng phải quá cảnh ở Đài Loan, Tokyo, Nhật Bản, Singapore hoặc một số thành phố khác ở châu Á. Ngoài những vấn đề xung quanh Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết cho biết FLC sẽ lấn sân sang lĩnh vực năng lượng tái tạo và sắp mở một trường đại học để đào tạo tiếp viên hàng không, nhân viên làm việc tại các resort nói riêng và nhân sự của tập đoàn nói chung. Còn về phần câu hỏi liệu có niêm yết Bamboo Airways trên sàn chứng khoán hay không, CEO Trịnh Văn Quyết của Bamboo Airways trả lời về việc này rằng sẽ đến trong tương lai nhưng không phải lúc này. News.zing.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.